Máy xay thịt làm xúc xích Best Square, xay giò chả, nhồi xúc xích chỉ một lần bấm máy. Với máy xay đa năng Best Square, làm xúc xích, lạp sườn ngay tại nhà. Được trang động cơ công suất lớn cùng ống nhồi chuyên dụng, chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu và bật máy, bạn đã dễ dàng nhồi xong xúc xích, nhanh chóng có một món ăn vặt ngon và đảm bảo sức khỏe cho gia đình. Với động cơ công suất lớn lên tới 2.800W cùng bộ khuôn xay đa dạng, máy có thể kết hợp với nhiều công dụng, vừa có thể xay nhuyễn các loại chả viên, giò lụa, nem, mọc, xay vừa và nhỏ để dễ dàng chế biến các loại món ăn đa dạng, vừa thái lát, thái sợi rau củ quả và nghiền nhỏ các loại gia vị như gừng, tỏi, ớt. Máy xay gồm hai chức năng, xay và đảo ngược cùng hệ lưỡi dao kép xoáy ngược, đẩy thực phẩm xuống đáy, đảm bảo không bị tràn ra ngoài. Bộ lưỡi dao đa dạng thiết kế sắc bén, xoay với tốc độ cao, giúp việc xay thịt, thái rau củ quả được nhanh, đều và đẹp mắt. Động cơ bền khỏe, đạt được lượng xay từ 60 đến 70kg thịt cá trên 1 giờ xay. Thiết kế thân máy bằng nhựa ABS siêu bền, được phủ một lớp sơn bóng chrome sáng, cùng trục xoay nghiền bằng inox 304 cao cấp, chống rỉ đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Với khay bằng nhôm nguyên khối dung tích lớn, xay thịt không giới hạn. Trọng lượng máy nhẹ, có thể đặt ở bất cứ đâu trên bàn bếp, quán ăn. Màu sắc đa dạng, thiết kế độc đáo, các bộ phận dễ dàng tháo lắp vệ sinh sau mỗi lần sử dụng cùng nhiều chức năng đa dụng. Máy xay đa năng Best Square sẽ là trợ thủ đắc lực của bạn trong phòng bếp. Vừa tiết kiệm thời gian công sức, vừa giữ an toàn vệ sinh thực phẩm. Còn chần chờ gì nữa mà không gọi điện ngay cho chúng tôi để sở hữu cho mình một chiếc máy xay đa năng này.